Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện lệnh offset path và align chop trong Illustrator. Trước hết với lệnh offset path. Offset path là một lệnh tạo ra một bản sao của đường path được chọn với một cái khoảng cách nhất định. Lệnh offset path rất hữu ích và phù hợp khi làm việc với các đường path khép kín để tạo ra nhiều hình đồng tâm hoặc tạo ra nhiều bản sao của đường path tại một khoảng cách không đổi so với đường path gốc. Để thực hiện lệnh này, trước hết tôi sẽ tạo ra một đối tượng. Ví dụ như tôi sẽ vẽ một hình vuông như này. Sau đó tôi sẽ lựa chọn đối tượng. Click chuột đen để chọn đối tượng. Sau đó vào Object, vào Path và vào Offset Path. Ở trong bảng thông số của Offset Path này sẽ xuất hiện một số các thông số. Tuy nhiên các bạn chỉ cần lưu ý ở đây thông số Offset. Đó chính là khoảng cách giữa đối tượng gốc với đối tượng được tạo mới. Chúng ta có thể click preview lên để xem trước cái hiệu ứng của chúng ta. Ví dụ tôi sẽ lựa chọn kích thước bản sao so với đối tượng gốc, đó là khoảng cách 2 mm chẳng hạn. Sau đó tôi click OK. Chúng ta sẽ thấy đối tượng bản sao được sao chép so với đối tượng gốc với khoảng cách rất là đều và đồng tâm. Tuy nhiên là nhược điểm của cái thao tác này, đó là nếu như chúng ta muốn thực hiện liên tục thì chúng ta lại phải click chọn lần nữa vào công cụ Offset Path trong mục Object để chúng ta thực hiện tiếp thao tác tương tự như vậy. OK. Với đối tượng hình vuông này, tôi đã thực hiện lệnh sao chép sử dụng thông số dương để phóng to hơn đối tượng gốc ban đầu. Vậy tiếp theo, ví dụ tôi sẽ tạo ra một đối tượng khác, nhưng tôi sẽ sử dụng thông số âm để tôi sao chép đối tượng nhỏ hơn so với đối tượng gốc. Chúng ta sẽ thấy rằng đối tượng tạo mới nhỏ hơn bởi vì chúng ta đang sử dụng thông số âm. Ví dụ như vậy. Ngoài ra, lệnh offset path này rất là hữu ích khi chúng ta sử dụng để tạo đường viền cho đối tượng text chẳng hạn. Ví dụ như ở đây. Trước hết tôi sẽ tạo ra một cụm chữ và tôi sẽ đánh chữ offset path. Để tạo ra bản sao của đối tượng thì chúng ta cần giãn cách chữ ra một chút. Tôi sẽ tạo ra cách chữ là 100. Sau đó tôi sử dụng lệnh create align control shift O để biến đối tượng text trở thành đối tượng vector bình thường. Sau đó tôi lựa chọn đối tượng và chúng ta vào lệnh path offset path. Ở đây tôi sẽ phóng to đối tượng ra với khoảng cách là 1,5 mm bởi vì chữ của tôi khá là nhỏ, 1 mm thôi chẳng hạn. Đó, OK. Đối tượng tạo mới sẽ nằm bên dưới đối tượng gốc và lúc này tôi có thể đổi màu cho đối tượng gốc và đối tượng bên dưới để chúng ta thấy rõ hiệu ứng của nó. Tôi sẽ group cái nhóm chữ này lại. Như vậy là tôi đã tạo được một nhóm đối tượng chữ trở thành đối tượng vector và chúng ta phối hợp với lệnh create align. Tuy nhiên để tạo sự phong phú cho cái cụm chữ này thì tôi sẽ kết hợp thêm hiệu ứng drop shadow trong cái cụm chữ này để tạo độ nổi cho chữ. OK. Hoặc chúng ta có thể kết hợp thêm đường viền cho cái cụm chữ bên dưới, cái lớp bên dưới. Hoặc để nhìn rõ hơn giống như đối tượng trước tôi đã tạo đây thì tôi sẽ đổi màu sắc cho nhóm đối tượng này. Như vậy là tôi đã sử dụng lệnh offset path để tạo đường viền cho chữ. Tiếp theo với lệnh align chop. Align chop là lệnh chuyển đổi từ một đường path viền trở thành đường path kín, hay có thể gọi là từ nét biến thành hình, và nó có độ dày bằng đúng đường viền so với đường path gốc. Lệnh Align Chop hữu ích và phù hợp khi chúng ta muốn áp dụng một hiệu ứng chuyển màu cho đường viền hoặc muốn chỉnh sửa đường nét outline của một đối tượng bất kỳ. Và để thực hiện thao tác này thì chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng bằng đường path, sau đó chúng ta click chọn, có thể tăng giảm độ dày của cái đường path đấy theo ý chúng ta muốn.
Sau đó chúng ta cứ chọn đối tượng vào vào object, vào path, vào ally chop. Như vậy là đối tượng của chúng ta từ ban đầu là từ dạng chop có độ dày của đường viền, có màu của nét. Sau cái lệnh ally chop này nó đã trở thành một đối tượng vector không có màu viền cũng như là chỉ còn có màu đồ. Và lúc này chúng ta có thể thao tác chỉnh sửa đối tượng. Bởi vì nhiều khi chúng ta muốn tạo ra những đối tượng, đặc biệt là những đối tượng có độ cong, mà chúng ta phải vẽ lại cả đường viền hai bên, đường path hai bên, rất dễ bị rơi vào cái trường hợp đó là hình không đều hoặc là khó đẹp. Như vậy ví dụ với đối tượng như này chẳng hạn, các đường cong của tôi rất là đều bởi vì tôi đã sử dụng đường nét để tạo ra đối tượng, sau đó kết hợp với lệnh object path và outline chop để biến đổi đối tượng. Ngoài ra chẳng hạn như những trường hợp mà chúng ta có đối tượng như này, nếu như chúng ta đi lại đường viền của đối tượng sẽ có thể rơi vào trường hợp đó là mất rất nhiều thời gian và lâu. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ việc là tạo ra một đường nét của cái chữ S như chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta sẽ tăng độ dày của nó lên. Tôi sẽ vào stroke này, tôi tăng kích thước. Có thể để là 10 point chẳng hạn. Sau đó tôi phối hợp với công cụ Width Tool để chỉnh sửa nét. Tôi sẽ tăng cái độ dày của nét này lên ở đoạn cuối của nét. Đoạn đầu này tôi sẽ thu nhỏ lại. Sau khi có hiệu ứng với nét này rồi, tôi sẽ sao chép thêm đối tượng để chúng ta có thể so sánh một cách dễ dàng. Tôi sẽ lựa chọn đối tượng và sau đó vào Object, vào Path, vào Ally Shop. Chúng ta biến đối tượng ban đầu từ một đường path viền trở thành một đối tượng đường path kín, hay gọi là từ nét biến thành hình. Lúc này đối tượng chúng ta sẽ có hai phần, tôi sẽ gỡ group ra. Một phần thứ nhất đó là đường path khép kín đây, và một phần thứ hai đó là chúng ta có một đường path có màu nhưng không có viền. Khi đó thì đối tượng này không cần thiết nữa, tôi có thể xóa bỏ đi. Tôi chỉ giữ lại phần này thôi. Tôi sẽ đổi màu theo ý tôi muốn. Ví dụ như vậy. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn thao tác sử dụng lệnh offset path và lệnh outline chop. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau.